Xin chào cả nhà. Bây giờ mình đang đứng trước cái vựa bông của một cô trên đường quốc lộ 80 cặp kênh sáng Lấp Vò. Cô bán chuyên về bông và đây là hàng bông trang của cô. Hàng bông trang này có 3 loại. Loại thứ nhất là bông trang đỏ, loại nhuyễn. Và loại thứ ba là bông trang màu vàng. Loại thứ ba là bông trang màu vàng. Có 3 loại cơ bản: màu đỏ, màu hồng và màu vàng. Màu đỏ thì nó có thêm loại lớn và loại nhỏ. Cái này là màu đỏ mà nó nhuyễn nha các bạn. Đây là loại bông trang đỏ mà màu đỏ mà loại lớn nha các bạn. Lúc nãy là loại nhuyễn, còn này là loại lớn. Lá nó to, bông nó cũng to. Còn dưới này là loại nhuyễn nè các bạn, kế bên luôn nè. Loại nhuyễn các bạn thấy so sánh nha. Đây, cái này nhuyễn, cái này nó to đó, cái này nó có lai nữa hay gì nè, màu hồng hồng nè các bạn. Cái này loại to mà màu hồng nè. Cái này bông trang lúc mà nó rụng còn cái cành của nó khô chân nè, thiệu nó rớt. Các bạn thấy đây là bông trang loại lớn màu đỏ, bên đây thì loại nhỏ, rồi loại nhuyễn. Nó có 3 loại cơ bản. Cô, cái bông trang màu hồng này là nhiêu chậu cô? Cái này là loại lớn hay loại nhỏ? Lớn rồi. Cái này là chậu nhỏ. Tại ở nhà con có màu đỏ với màu vàng. Cái màu hồng này nó lạ nè. 40.000 thôi cô. Có cái kèm bụi bánh hồng đó, lợt đó. Dắt nhiều, cô bán nguyên ngày luôn. Nguyên ngày luôn, nào cũng tại quận gì thì cũng chạy về nhà. Ở chậu này chậu lớn nè. Chậu này thì 40. Ừ, 40. Còn chậu bên đó cơ. Thằng này 20. 20 40 không à? Cái này 20. 20 nó nhỏ. Cái này 20 là do cái chậu nó nhỏ hay là tại cái bông nó nhỏ, cái loại nhỏ cơ? Không. 20 mấy cây lùng lùng vậy nè. Nhưng mà lớn lên nó vẫn cao. Nó cũng cao, nó bự bình thường. Ừ. Nó cũng bự gan như cây đó vậy. Dạ dạ, gì được rồi. Để dắt chiều về con chạy ngay con ghé. Rồi, chiều về. Bác nguyên ngày ở đây, nhà ở đây mệt. Dạ. Bác tới tối luôn, muốn mua giờ nào ghé. Chiều về thì con chạy về nhà. Vì là chậu lớn này á thì 40.000. Lớn á thì trồng nó mau. Mau. Dạ. Chút nữa bà tặng con chậu coi. Trời ơi, 40.000 chậu nè. 40.000 cũng ghé mà có mua. Biết cô. Màu vàng rồi, thấy màu hồng này lạ chưa có. Đó bông nhuyễn nó có chưa? Đó lá nhẹ đó, bông nhuyễn nào cô? Cái bông nó gần sao? Cái lá nó nhỏ nè. Nhưng mà cái bông nó gần sao? Bông nhuyễn nhìn màu đỏ đó kìa. Đỏ nó chín mới. Ơi, để con qua bên đây con coi cái loại đỏ giống mới. Cô ai rớt 2.000 đây nè cô.
cái loại bông trang nhỏ này chưa có. Cô vậy cái loại bông trang nhỏ này nhiêu chậu? 40 ngàn đó. Nó mới thôi. 40 luôn ha. Ừ. Không, cái này cũng chưa có. Nó đẹp, bây giờ nó mới ra mà. Đẹp quá các bạn ơi. Đây là bông trang. Bông trang loại nhuyễn, loại mới, lá nhỏ nè. Lá nhỏ nè các bạn. Mình đi ngang đây nhiều lần rồi, lần này ghé hỏi thăm để mua. Thứ giống cây trồng nào mua giống đó về. Cô đó cũng đang mua nè các bạn. Cô còn cây con gì là nhiêu? 5.000 màu. À. Con này cô đang trồng. À. Cái đó chút bầu rồi, cái cây khác đi. 5.000 một bầu. Để xuống nhắc anh. Chốc gì? Thôi nhắc này thôi. Giá. Ôi tiền vậy con mua nhiều. Nắm đậu lên tụ cái bọc. Con mua chừng chục cây này gì để hàng được mà. Ừ. Thôi. Chục cây này 5.000 hàng bằng cây kia chứ gì. Ồ, dạ gì được à. Ừ. Chịu vậy có mua mà mua bỏ vậy con đế ngân hàng. Ồ. Để con giới thiệu con mốt mọi người sẽ ghé đây mua. Nằm trên đường quốc lộ. Ủa khúc này gần là qua số 8 chưa ta? Ủa số 10 13 chứ. Ở đây có 11 nè, đồng 11 nè. À. Đó, đồng 1 cho nó nghe chỗ này có 11 nè. À đúng rồi. Là nghe có 11. Có 11 nha. Các bạn ai muốn mua bông trang hả? Đủ loại hết trơn. Trên đường quốc lộ hướng đi Lấp Vò. Muốn đi Sa Đéc thì muốn về đây. Đó. Muốn về đây. Đây là hướng đi Sa Đéc. Đây là kênh sáng Lấp Vò ngay cái cống 11. Chiều về mình cũng mua. Đây là toàn là bông trang không nhà nha các bạn. À đây cái tên của cái vựa bông đây. Vựa bông bên kia lộ cô để cặp với mé sông. Vựa bông năm thảo. Xin hai cái hẹ đi, cái giờ rồi. Cho luôn đi 4 cây đi. Trời ơi, 2 cây được rồi. 2 cây đó là cái một khóc rồi bỏ lại. Ủa bông trang loại nhuyễn này gọi là hẹ hả cô? Ừ, trang lá hẹ. À, trang lá hẹ. Mua cây nhỏ này về tiện. Ừ, năm sắc nó đỡ nhẹ. Về trồng nó mau á. Bà chia đi ba con chậu coi. Đâu? Cái chậu không á. Chậu chậu không. Mà biết là chợ nó là biết là chợ mua. Chậu không rồi đen. Dưới đất đi chọn chậu công. Thôi mình chia đi. Trồng dưới đất là nó phải cố định chỗ rồi quyết định cố định. Mình vô chậu nữa mình muốn đặt đâu mình đặt. Trang lá hẹ.
còn mấy loại thường thì thường, còn loại bự thì gọi là gì cô? Đó là kêu bông trang mà lá bự đó chứ không. À nãy cô nói lá hẹ là mấy cái loại nhỏ nhỏ phía bên đó. Đó không nhỏ đỏ. Đó đây nè, đây nè. À nhuyễn nhuyễn á à. Không, cái này thì nó là lá thì gan lá hẹ cho bự. Dạ. Chút xíu rồi mới lại gọi bông trang lá hẹ. Rồi nhuyễn. Bán bông trang của cô cặp ven đường quốc lộ 80 cống số 11 bên cạnh kênh Sáng Lấp Vò, có ai có nhu cầu thì hãy ghé mua. Ở đây chuyên về hoa và đây là cái khu hoa bông trang của cô. Kết thúc video ở đây nha các bạn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.